Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về tất cả những cái bí mật nằm ở trên cái gò thổ tinh. Thì cái gò thổ tinh nó nằm ở đâu? Gò thổ tinh là nó nằm ở dưới của cái phần ngón giữa này các bạn nhé. Đây là khu vực của gò thổ tinh. Đây, đây nó sẽ thuộc về cái khu vực của gò thổ tinh ở đây. Thì cái khu vực của gò thổ tinh này thì nó cạnh ở bên, ở dưới của cái ngón trỏ thì nó là gò mộc tinh. Và ở bên cạnh cái ngón áp út này thì nó là gò của thái dương. Thì trước hết là về cái gò của thổ tinh, thì khi mà ở trên gò thổ tinh này nó có những cái vằn hay là những cái nét mà vạch ngang, ví dụ như này là những cái nét vạch ngang đó, mà nó xuất hiện nhiều, càng nhiều ở trên cái gò của thổ tinh này thì nó cho thấy rằng đây là một cái người mà có cái nội tâm rất là buồn. Người này thì dễ chán nản, mà nhiều những cái điều xấu nó xảy ra ở trong nội tâm của họ, làm cho họ phải đau khổ. Nếu mà có những cái đường hướng thượng thì những cái đường thế nào là hướng thượng? Là những cái đường mà đây, ví dụ như này, đó là những cái đường mà thẳng dọc lên thì đó là những cái đường hướng thượng. Thì những người mà có những cái đường hướng thượng này thì người ta cần có cố gắng nhiều ở trong cuộc sống thì người ta sẽ đạt được những cái kết quả tốt. Và những cái người mà có những cái đường hướng thượng nhiều này này thì người ta có cái khiếu nhìn nhận về cái khoa học cũng rất là tốt. Những cái người mà ở trong cái gò của thổ tinh này mà nó lại có vòng thổ tinh, cái vòng thổ tinh này nó mới khác với lại cái vòng kim tinh nha các bạn nhé. Cái vòng của thổ tinh này đây, nó thường là những cái vòng cái kiểu như này, dạng như này, hoặc có thể là dưới như này đó, nó có nhiều những cái hình dạng, tuy nhiên thì nó là những cái nét vòng hướng lên. Thì nó cho chúng ta thấy cái điều gì? Những người mà có cái vòng thổ tinh này này thì là những cái người mà người ta thích cái sự độc lập. Nói chung là người ta hay trầm tư và người ta cũng không thích là giao du nhiều với người khác. Nói chung là một cái người là sống hơi khép kín đối với lại bản thân. Hay nói cách khác là người ta ưa cái sự đơn độc một mình. Người ta cảm thấy người ta ở một mình đấy thì nó thích hơn là ở những cái nơi mà đông người. Còn nếu mà trên cái gò thổ tinh này này mà lại có hình vuông thì sao? Đây, ví dụ như là những cái hình vuông đóng ở trên đây đấy, chẳng hạn đây này, những cái hình vuông mà đóng ở trên cái gò của thổ tinh thì người mà có hình vuông này thì thường là được cái sự là che chở rồi bảo vệ của những cái thế lực, chúng ta gọi là cái thế lực tâm linh ấy, mà giúp cho họ có thể là gặp dữ mà hóa lành, kể cả là liên quan tới tính mạng thì cũng sẽ không gây cái nguy hiểm nguy hại tới tính mạng của họ. Còn nếu mà trên cái gò của thổ tinh này mà có hình tam giác, ví dụ những cái hình tam giác như này đó, những cái hình tam giác mà đóng ở trên cái gò của thổ tinh này thì là một cái người là có trí tuệ rất là tốt, và thường thì sức khỏe của họ cũng là một sức khỏe tốt. Càng nhiều cái tam giác đóng thì lại càng tốt. Còn nếu mà ở trên cái gò của thổ tinh này mà có những cái dấu hiệu như là dấu của chữ thập này chẳng hạn, học đây, chữ thập hoặc là dấu cộng này, nếu mà đóng nhiều ở trên cái gò của thổ tinh này thì nó cho chúng ta thấy rằng một người này cũng rất là đam mê về những cái sự huyền bí, hay là thích tìm hiểu về những cái sự huyền bí tâm linh đấy. Tuy nhiên thì người này thì cuộc đời của người ta là hay ưu tư suy tư, người ta hay có những cái gợn ở trong cái tâm tư của người ta đó, nên là đối với những cái người mà lại có cái dấu cộng này này thì người ta hay nghĩ nhiều về quá khứ đó. Và nếu mà càng nhiều những cái dấu cộng, dấu thập này mà nó xuất hiện ở trên cái gò thổ tinh này thì người này ít nhất là trong cuộc đời của người ta đấy cũng dễ là ít dễ phải vào tù ra khám nhé. Còn nếu mà có ngôi sao ở trên gò thổ tinh thì sao? Ví dụ những cái ngôi sao mà nó đóng này ở trên gò của thổ tinh thì nó sẽ cho chúng ta thấy những cái điều gì? Những cái ngôi sao nếu nó đóng càng nhiều ở trên gò của thổ tinh này này thì cái danh tiếng của người ta thì dễ bị lu mờ.
đặc biệt là những cái người mà trong những cái lĩnh vực như là nhà nước chẳng hạn đấy, quan chức thì người ta mà có leo lên đấy thì cái danh tiếng của người ta đấy dần dần nó cũng bị nu mờ đi, và là một cái người thì dễ hay xảy ra cái đau yếu. Đối với cái con đường mà người ta làm chính trị đấy thì dễ dính tới là tù về chính trị nhé. Còn đâu nữ giới đấy mà lại có cái lòng bàn tay của người ta đấy, nó lại khô khan trơ xương đấy, mà lại có thêm hoa thị mà đóng ở gò của thổ tinh nữa, thì những cái người đó thì thường là hiếm con hoặc là sinh đẻ thì rất là khó. Còn nếu mà lại có những cái đường đứng nhỏ, nó cứ li ti ví dụ nó rất là nhỏ, nó cứ li ti này đấy, li ti kiểu như này, xong là cái ngang cái dọc, rồi cái lòng bàn tay này nó không được sáng, không được hồng hào, mà nó cứ đen sạm đi, thì cái hậu vận của người này rất là xấu. Nếu mà không tu tâm dưỡng tính thì cực kỳ xấu về hậu vận. Và nếu mà cái gò của thổ tinh này này mà nó cứ ngã qua bên của cái gò mộc tinh, tức là nó đầy theo cái hướng là nó chèn ép qua cái gò của mộc tinh này này, thì cái người này dễ gặp phải những cái chuyện là buồn bực và dễ thất vọng lắm đó. Còn nếu mà nó ngã qua bên của cái gò thái dương ở đây này thì dễ trở ngại trên cái con đường mà tiến thân hay là cái công danh sự nghiệp của người ta đấy, thì gặp nhiều cái trắc trở lắm. Còn cái gò mà thổ tinh này nó bằng phẳng thì cái cuộc đời của người ta là nó an nhiên hơn, nó ít có cái sự xáo trộn. Còn nếu mà nó lại trũng quá, nó trũng thấp mà nó hõm xuống đấy, thì chủ cái những cái người này thì rất là hèn hạ đấy, hay bị người khác là đè đầu cưỡi cổ, người ta cũng không có cái hướng để mà phấn đấu. Nên là quá là trũng ở cái gò thổ tinh này thì đó là một điều rất là xấu các bạn nhé. Còn cái gò mà thổ tinh này này, nếu mà nó cao hơn tất cả các cái gò khác nhé, tất cả các gò bàn tay mà nó cao hơn đấy, thì nó lại chủ là một cái người này là trường thọ, mà lại cộng thêm với lại cái đường sinh đạo là một cái đường rõ đậm nét nữa, mà chạy dài nữa, thì người này rất là trường thọ các bạn ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên ý, thì cũng là một cái người mà dễ keo kiệt đấy, nhiều khi là keo kiệt quá các bạn ạ. Còn đâu là những cái trường hợp mà sở hữu cái gò thổ tinh này này mà kết hợp cùng với cái gò thái dương cao, rồi lại có cái ngón giữa mà có cái lóng thứ nhất đấy to mập, thì là những cái người dễ là vướng đến những cái tệ nạn của xã hội, nói chung là khó mà thành công đó. Đây nó là một trong những cái điều là không tốt, mà khi mà cái gò của thái dương này này nó bị cái gò của thổ tinh này nó chen vào, nó chèn ép, thì nó là một cái điều rất xấu các bạn nhé. Thì hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ với lại các bạn tất cả những cái nét mà nó xuất hiện ở trên cái gò của thổ tinh, để cho chúng ta là những cái người mà muốn khám phá, yêu thích về cái môn chỉ tay, thì chúng ta có những cái nhìn nhận và chúng ta phải ứng dụng cả trong cái thực tiễn. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn không quên ấn chuông đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của tôi. Các bạn có thể là tham khảo nhiều những cái bàn tay thực tế tôi chia sẻ ở trên kênh chính, đó là kênh Mr. Bean Vinox and Tử Vi Phong Thủy Tâm Linh. Các bạn có thể là tham khảo cùng lúc hai kênh. Chúc các bạn có cuộc sống an nhiên tự tại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.